Kinh hoàng trong mưa bom, người dân Lebanon nỗ lực sống sót giữa cuộc tấn công của Israel. Người dân Lebanon hoảng loạn chạy trốn trong cơn mưa bom sau những cuộc không kích tàn khốc của Israel, khiến hơn 490 người thiệt mạng. Chúng tôi ngủ dậy trong tiếng gầm thét của bom đạn. Các cuộc tấn công diễn ra xung quanh chúng tôi, thật khủng khiếp. Một người dân thảng thốt. Vào ngày 23 tháng 9, quân đội Israel đã phát động các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon. Thông tin từ chính quyền Lebanon cho biết, đây đã là ngày đẫm máu nhất trong nhiều thập kỷ qua, gợi nhớ những năm tháng của cuộc nội chiến từ năm 1975 đến năm 1990. Trong một thông điệp video gửi đến người dân Lebanon, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh, cuộc chiến của Israel không phải chống lại các bạn, mà là với Hezbollah. Họ đã lợi dụng các bạn làm lá chắn sống trong suốt thời gian dài. Theo Reuters, nhiều gia đình từ miền Nam Lebanon chen chúc đồ đạc lên ô tô và xe tải, đôi khi có cả ba thế hệ cùng di chuyển trên một chiếc xe trong tình cảnh hỗn loạn. Giữa cảnh tượng kinh hoàng, những đứa trẻ ngồi chật chội bên cha mẹ, vali buộc chặt trên nóc xe, đường cao tốc phía Bắc bỗng trở thành bãi chiến trường tắc nghẽn. Tôi chỉ kịp lấy những giấy tờ quan trọng và cùng gia đình ra ngoài. Các cuộc tấn công như cơn bão xung quanh chúng tôi, thật đáng sợ. Anh Abed Afo, cha của ba cậu con trai từ 6 đến 13 tuổi, nói trong lúc lái xe về hướng Beirut, nơi mà họ mong muốn tìm được sự an toàn. Cũng trong lúc đó, từ thành phố cổ Baalbek ở miền đông Lebanon, khói bốc lên trời khi những vụ nổ tiếp tục xảy ra. Chúng tôi không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần nhắm mắt lại, tôi lại nghe thấy tiếng bom. Bà Wafa Ismail, một nội trợ 60 tuổi từ làng Zata, chia sẻ. Từ Beirut, phóng viên Dosha Jabari của đài Al Jazeera ghi nhận sự lo lắng bao trùm trên thành phố, khi người dân không chỉ sợ hãi trước các cuộc tấn công ở phía nam, mà còn cảm nhận rõ mối đe dọa của một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Hezbollah và Israel. Israel đã kêu gọi dân chúng sơ tán khỏi những khu vực nghi ngờ có chứa vũ khí của Hezbollah. Vào ngày 23 tháng 9, một tin nhắn khẩn cấp được gửi đi. Nếu bạn đang ở trong tòa nhà chứa vũ khí của Hezbollah, hãy rời khỏi ngay cho đến khi có thông báo mới. Bộ trưởng Thông tin Lebanon, Ziad Makary, cho biết văn phòng của ông cũng nhận được tin nhắn yêu cầu sơ tán, đồng thời nhấn mạnh rằng đây chỉ là một phần trong cuộc chiến tranh tâm lý của kẻ thù. Ông Nasser Yassin, Bộ trưởng Điều phối ứng phó khủng hoảng của Lebanon, thông báo rằng 89 nơi trú ẩn tạm thời đã được thiết lập, sẵn sàng tiếp nhận hơn 26.000 người dân đang phải di dời trong cảnh hỗn loạn này. Không kích tàn khốc của Israel khiến Lebanon chìm trong hoảng loạn. Israel đang tiến hành cuộc không kích tàn khốc nhất vào Hezbollah trong hai thập kỷ, khiến miền nam Lebanon chìm trong hoảng loạn. Chúng tôi rất căng thẳng và phải rời đi để tìm kiếm an toàn. Tình hình thực sự bi thảm, các cuộc tấn công diễn ra ngay bên cạnh chúng tôi. Fatma Ibrahim Shehab, một trong hàng chục nghìn người dân buộc phải sơ tán, chia sẻ. Cô phải rời khỏi ngôi nhà của mình sau khi một quả bom từ Israel làm rung chuyển tòa nhà, và giờ đây cô cùng những người khác đang tạm trú trong một trường học ở thành phố ven biển Sidon. Mohamed Hamada, một người đàn ông Syria, cũng rời khỏi Deir al-Zarani, cho biết: "Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi đã phải đưa cả gia đình lên phương tiện công cộng tới trường học, nơi được mở cửa làm nơi trú ẩn. Nơi nào cũng không có chốn dung thân, chúng tôi không có gì cả." Anh thở dài. Một người dân khác, Hassan Banjak, miễn cưỡng rời khỏi làng Chai Tiye sau khi cơn sóng tấn công gia tăng gần kề. "Nếu không vì trẻ con, tôi sẽ không bao giờ rời đi", ông ngậm ngùi nói. Truyền thông địa phương báo cáo rằng chỉ trong vài ngày, hàng chục nghìn người đã phải bỏ nhà cửa để chạy trốn khỏi cuộc giao tranh. Tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường cao tốc phía Bắc Beirut khi mọi sự cố gắng tìm đến nơi an toàn. Một số chọn trú ẩn tại khách sạn, trong khi các trường học ở Beirut cũng trở thành nơi tạm cư cho những người di tản. Giữa lúc người dân còn chưa hết bàng hoàng sau hàng nghìn vụ nổ trong hai ngày đầu tuần trước, quân đội Israel tiếp tục chiến dịch tấn công. Trong 24 giờ qua, không quân Israel đã nhắm vào hơn 1.600 mục tiêu của Hezbollah. Cuộc tấn công đã cướp đi sinh mạng của gần 500 người và làm hơn 1.600 người bị thương, đánh dấu một trong những ngày đẫm máu nhất ở Lebanon kể từ năm 2006. Hệ thống y tế ở miền nam Lebanon đang bị quá tải, nhiều bệnh viện buộc phải hủy bỏ các ca phẫu thuật không cần thiết. Israel khẳng định rằng chiến dịch tấn công sẽ kéo dài cho đến khi họ đảm bảo an toàn cho hàng chục nghìn người dân miền bắc Lebanon, những người đã phải rời bỏ nhà cửa vì cuộc pháo kích kéo dài của Hezbollah. Israel ban bố tình trạng đặc biệt khi giao tranh với Hezbollah nóng rực. Khi giao tranh với Hezbollah đạt đến đỉnh điểm, Israel đã quyết định ban bố tình trạng đặc biệt trên toàn quốc, cho phép áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với đời sống dân sự. Ngày 23 tháng 9, nội các Israel đã thông qua quyết định này, tạo ra quyền lực pháp lý lớn hơn cho chính quyền nhằm bảo vệ người dân trong bối cảnh xung đột leo thang.
Mệnh lệnh này có hiệu lực trong 48 giờ, trừ khi các bộ trưởng nội các quyết định gia hạn. Hiện tại, chỉ những cộng đồng phía Bắc Haifa và gần khu vực Gaza phải đối mặt với những hạn chế như đóng cửa trường học và hạn chế tụ tập nơi công cộng. Trong khi đó, miền Trung và miền Nam Israel, nơi ít bị ảnh hưởng hơn, vẫn hoạt động bình thường. Quyết định khẩn cấp này diễn ra khi Israel bắt đầu chiến dịch tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu Hezbollah ở Lebanon. Chỉ trong vòng 24 giờ, quân đội Israel đã tấn công hơn 1.300 mục tiêu, phá hủy hàng loạt vũ khí và đạn dược của lực lượng này. Hôm nay là một mốc quan trọng. Chúng tôi đã loại bỏ hàng chục nghìn tên lửa và đạn dược chính xác, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố, nhấn mạnh rằng những gì Hezbollah xây dựng trong 20 năm qua đang bị tiêu diệt. Tuần qua được gọi là tuần khó khăn nhất cho Hezbollah kể từ khi thành lập. Lực lượng này đã phải hứng chịu đòn giáng mạnh vào chuỗi chỉ huy. Theo Bộ Y tế Lebanon, số người thiệt mạng đã tăng lên 492 với hơn 1.600 người bị thương, đánh dấu cuộc không kích lớn nhất của Israel vào Lebanon kể từ năm 2006. Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel Hezi Halevi cho biết, chiến dịch tấn công chủ động nhắm vào cơ sở hạ tầng mà Hezbollah đã xây dựng suốt 20 năm qua mới chỉ là khởi đầu. Ông nhấn mạnh mọi thứ đều hướng tới việc tạo điều kiện cho người dân miền Bắc trở về nhà an toàn. Mặc dù chưa rõ giai đoạn tấn công tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào, người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari đã không loại trừ khả năng một chiến dịch tấn công trên bộ vào Lebanon. Chúng tôi đã sẵn sàng làm mọi thứ cần thiết để đưa công dân của mình về biên giới phía Bắc một cách an toàn, ông khẳng định. Trong khi đó, Hezbollah không đứng yên, họ đã bắn rocket vào thành phố Haifa, làm tăng thêm lo ngại về một cuộc chiến toàn diện giữa cả hai bên. Cuộc ăn miếng trả miếng này đang khiến tình hình trở nên ngày càng căng thẳng và viễn cảnh chiến tranh tổng lực ngày càng hiện hữu. Cuộc chiến không khoan nhượng, Hezbollah, đối thủ đáng gờm của Israel. Căng thẳng giữa Hezbollah và Israel đang dâng cao, khiến mọi ánh nhìn đổ dồn vào sức mạnh của lực lượng này. Ngày 23 tháng 9, Israel đã tiến hành một đợt không kích quy mô lớn, tấn công hơn 300 mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon, thung lũng Bekaa và gần biên giới Syria. Kết quả là ít nhất 492 người đã thiệt mạng, hàng nghìn người khác bị thương, buộc hàng chục ngàn người phải tháo chạy tìm nơi trú ẩn. Sự gây châm ngòi cho cuộc khủng hoảng này là vụ nổ hàng nghìn máy nhắn tin của Hezbollah vào ngày 17 tháng 9, khởi đầu chuỗi tấn công ăn miếng trả miếng giữa hai bên. Được thành lập vào năm 1982 với sự hỗ trợ từ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, Hezbollah đã trở thành một trong những lực lượng vũ trang phi nhà nước mạnh nhất thế giới. Tổ chức này không chỉ sở hữu một đội ngũ chiến binh hùng hậu, ước tính từ 20.000 người đến 50.000 người, mà còn có tới 200.000 rocket và tên lửa đủ khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Israel. Hezbollah không chỉ là một phần của trục kháng chiến do Iran dẫn dắt, mà còn là lực lượng hùng mạnh và có sức ảnh hưởng nhất trong khu vực. Sau 15 năm nội chiến Lebanon, Hezbollah giữ lại vũ khí để tiếp tục chống lại lực lượng Israel chiếm đóng. Họ đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Iran và Syria, giúp củng cố vị thế chính trị tại Lebanon. Hỗ trợ của Hezbollah không chỉ dừng lại ở biên giới Lebanon, họ đã truyền cảm hứng cho nhiều nhóm vũ trang khác trong khu vực và hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến. Sự gia tăng căng thẳng giữa Israel và Hezbollah khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện, với khả năng can thiệp của Iran và những hệ lụy nghiêm trọng cho sự ổn định khu vực. Các nhà lãnh đạo thế giới đang khẩn trương tìm cách ngăn chặn tình hình leo thang.